vật thực đã được chuẩn bị và tác ý để đặt bát chư tăng nhưng hôm đó không gặp được chư tăng và vật thực đó chưa được dân cúng dường thì con có thể sử dụng vật thực đó được không vì để lâu nó bị hỏng à, cái đồ gì mà quý vị làm á rồi quý vị đem đi à, à, cúng thì cho đến trước khi trước khi mà quý vị tận tay đặt vào cái bát hoặc là trước khi quý vị tận tay quý vị cho người ta tức là trước khi cái vật đó được người khác nhận thì nó vẫn thuộc cái quyền sở hữu của quý vị cho nên à, chúng ta có sử dụng như thế nào thì cũng không sao hết ừ. à, không gặp được quý vị có thể dùng hoặc là cho người khác thì không thành vấn đề à, tại vì à, nó vẫn thuộc quyền sở hữu của mình à, cho nên là không có vấn đề Uhm, ngay cả ngay cả khi ngay cả khi uh, mà mình uh, đổi ý tức là mình định cho mình định cho vị này nhưng mà mình uh, cuối cùng mình cái giờ chót chưa có cho mình đổi ý mình cho vị khác thì cũng không sao hoặc là mình định cho rồi cuối ý, cái giờ cuối cái phút cuối ý, ngay khi mình chuẩn bị uh, đặt vào trong bát á thì mình đổi ý mình lấy mình dùng thì cũng không sao mà khi sư nói như vậy sư chợt nhớ đến một lần sư chợt nhớ đến một lần Ờ sư dự một cái buổi tre tăng ở nhà phật tử mà cái người này họ lại không có biết đạo khổ như vậy Ờ, à, có thể là người con thì biết đạo nhưng mà người mẹ không biết đạo mẹ thì kính chưa tăng lắm mà họ không có hoặc là biết nhưng mà không có rành tức là cái chuyện như thế này nè ờ, bà mẹ đó bà mẹ đem một cái 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 hũ đem một cái hũ uh, cái hũ uh, hũ tỏi đen hũ tỏi đen uh, đến uh, cúng dường chia tăng đó là mấy sư ăn mấy sư mấy sư dùng cái này con làm ngon lắm vân 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 thì uh, khi mình cũng như như vậy thì chị tăng đã nhận chị tăng chạm tay vào bàn chị tăng nhận nhận rồi nhưng mà sau khi mà bà này thấy chị tăng ăn ngon quá bà chọt tay vào bà lấy đi địa ngục chỗ đó đi địa ngục chỗ đó tại sao ăn vụn thức ăn chưa tăng Ờ, tại vì khi mà mình đã cúng rồi đó thì tức là chị tăng đã thọ nhận rồi thì đó lại thuộc về quyền sở hữu của chị tăng chứ không còn là sở hữu của mình nữa mà mình lại đi mà mình lấy như vậy tức là mình đang lấy cũng không cho mà cái đối tượng mình lấy lại là một tập thể tăng chứ không phải là lấy một cá nhân lấy của cái tập thể thì nặng lấy của cá nhân mà đã vậy đây là một tập thể tỳ kheo nữa kẹt cho đó thành ra ngay thời điểm đó ngay thời điểm mà bà bà chọt tay vào đó cái thời điểm mà bà mẹ bà chọt tay vào đó sư ngay lập tức sư tác ý sư có tác ý là sư bỏ để mà giúp được giúp được bà bà mẹ tại vì khi mà sư có tác ý sư bỏ đó, thì tức là cái đó thành cái vật vô chủ và như vậy thì bà này bà sẽ không có phạm giới Uhm, nhưng mà sư không biết các vị khác các vị đó có tác ý hay không thì sư không chắc ờ, nhưng mà cách của sư là sư chỉ có thể giúp trong cái phạm vi của mình thôi thì sư tác ý là sư bỏ đấy à, thành ra là cái cái chuyện này là mình phải cẩn thận nha phải cẩn thận rồi lại trong một trường hợp nữa có lần có lần sư đến à, chùa một cái ngôi chùa cái anh phật tử thì nó là cái anh mà cái kiểu mà gần những ông sư gần như kiểu mà gần rí cái thiếu điều chỉ có cái là khoác dai mấy ông sư nói chuyện với nhau thôi nhưng mà anh lại anh không không có ai dạy mà sư thì lại là khách cho nên là sư không có nói nó như thế này à, khi mà chưa tăng đến thì nó có một cái 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 bàn nó có cái dĩa bánh để mà cúng dường để mà đãi chia tăng để chi tăng trước khi mà làm lễ thì, thì cái kiểu ăn uh, ăn chơi cái kiểu như vậy thì khi anh em mở ra anh lại nhón anh lấy ăn cái khi thấy ngon á anh lấy ăn cái thì nó là thành cái giới là trộm cặp ờ, thành ra sẵn ha sẵn sư nhắc để quý vị nhớ dùm tức là nếu như cái vật á mà chưa tăng chưa có nhận chưa có nhận nha chưa có nhận thì nó thuộc quyền của mình chúng ta muốn làm cái gì cũng được nó không có ảnh hưởng gì hết nhưng mà một khi mà chư tăng đã nhận rồi đã nhận rồi thì khi đó nó thuộc quyền sở hữu của chư tăng và mình không có được đụng tới nha nhớ dùm cái chuyện đó